Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy người dân sử dụng xe đạp để di chuyển ở trên đường và phục vụ nhu cầu đi lại, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cho biết thời gian tới sẽ mở làn đường dành riêng cho xe đạp công cộng để thu hút người dân. Theo đó, hiện xe đạp công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được hoạt động 15 tháng với 43 trạm dừng đỗ và khoảng 500 xe đạp ở trung tâm thành phố. Đến nay đã có hơn 473.000 chuyến đi, trung bình hơn 1.100 chuyến mỗi ngày. Vì vậy, để phát triển xe đạp công cộng thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ sang các quận huyện nơi có nhu cầu trên địa bàn thành phố, đồng thời cũng sẽ giả soát các vị trí trung tâm thương mại, trường học, trung cư để bổ sung thêm các vị trí đậu xe đạp công cộng. Đặc biệt sẽ nghiên cứu triển khai thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp ở một số tuyến đường có nhu cầu sử dụng cao. Đồng thời thành phố cũng sẽ xây dựng phương án tổ chức các vị trí xe đạp cá nhân cho người dân.